Hello, cho Nguyễn Toàn gửi lời chào đến tất cả các anh em đã đến và trở lại kênh của mình ha. Thì hôm nay mình cũng giới thiệu cho anh em một số chân vịt anh em. Thì hôm nay mình cũng làm hoàn thành xong khoảng vài chục cái chân vịt ha. Thì nội trên cái video này một số đồ mình anh em đã đặt ha, còn một số đồ thì mình giới thiệu qua cho anh em xem mẫu. Chứ không phải hôm nay là mình bán nhiêu đây nha anh em. Rồi thì cái số hôm nay mình làm cho anh em là cái số nhân vịt cốt thẳng ha, còn nhông trái thì anh em dặn được có hai cái à, còn một số thì mình chút xíu mình giới thiệu mẫu cho anh em tham khảo, nếu anh em có xài thì cứ liên hệ qua số điện thoại mình. Rồi đầu tiên mình giới thiệu với anh em cái hai cánh đi tải ha. Thì cái này đi tải cho máy 20 ngựa cốt thẳng anh em. 20 ngựa hoặc là 15, 13, 18, 20 cốt thẳng trực tiếp ha. Mình mẫu này hai cánh thái mà mình cho anh em đi tải là vỏ hơi nặng. Dẫn có tốc độ ha. Bao anh em nhẹ kìm bắt nước, rút nước. Rồi, kế tiếp là cũng là hai cánh thái hàng DB. Này thì cho đi được 7.5 HP anh em, 7.5 7 chấm. Thì hoặc là 6 người rưỡi 7 người rưỡi á, 7 ngựa anh em. Cốt thẳng trực tiếp hàng này hai cánh thái DB anh em. Rồi, kế tiếp cũng là hai cánh thái hàng DB luôn. Thì cái này anh em dặn làm cho anh em cái cốt dài 9 phân nè, thì đường kính là 3 tấc 2, thì bên mình cũng làm theo nhu cầu của anh em ha. Thì cái này nếu mà bên mình làm cho anh em thì xài được cái Isuzu 93 đặc lường hoặc là cái 4T 86 86 88 mình chạy đuôi tôm anh em, thì này bao anh em tốc độ ha. Hàng DB. Rồi kế tiếp là ba cánh nhọn cho anh em đi từ máy xe 76, 75, 74. Đó là ba máy. Còn cút xéo thì anh em đi được 13, 15, 18, 20 là dành cho cút xéo nhông bọng. Này thì 3T 68, 3T 72, ba cánh nhọn. Mẫu này thì cho 5 người gửi, 6 người gửi cốt thẳng trực tiếp nha anh em. Hàng AB. Thì mình sắp ở trên cái nội trong cái miếng vải màu vàng này thì mình lấy ngẫu nhiên cho anh em ha. Cái này thì máy 6, 6 gửi cốt xéo. Hàng vàng anh em. Mẫu này thì nãy mình có giới thiệu một cái rồi ha, tại mình chốt cho anh em hai cái. Cái này thì ba cánh thái anh em. Đi được 3T 76, 78, Kuta 78, 80. Ba máy anh em. Rồi mình giới thiệu anh em đây là chân vịt ba cánh thái hàng DB. Thì cánh vịt này thì nó khá nặng cho nên mình phép mình không cầm lên ha, thì hơi nặng anh em. Này thì cho anh em đi được cái máy 6 bê tông 1 tấc lẻ là chạy thẳng trực tiếp. Đây. Này thì chân vịt này thì đường kính nó là 4 tấc 4 anh em. Đó. Thì chân vịt này nặng hơn 4 kg, mình không có cân nhưng mà mình đoán khoảng trên 4 kg nhiều anh em. Thì mình sẽ quay mặt trong mặt ngoài cho anh em xem. Này thì cái cánh vịt này nó nghiêng về những cái vỏ nặng nhiều anh em. Anh em tại vì thường là anh em ta đi những cái máy công suất từ 4 máy lồng 1 tấc lẻ với 6 máy lồng 1 tấc lẻ thì anh em ta đi nghiêng về vỏ nặng nhiều. Cho nên cái mẫu này nó nghiêng về vỏ nặng nha anh em. Ở đây thì cái AB máy 7 người rưỡi. 6 người rưỡi là máy nhông anh em. Máy nhông mình xài hai cánh ha, đi xả lục bình xả gác tốt. Cái này cũng vậy luôn em, cái này thì cũng là cái dành cho 4 máy lồng 1 tấc lẻ 10, 6 máy lồng 9 máy hoặc là tấc lẻ xài cũng được. Bên mình có đóng Isuzu nè, Isuzu 110 anh em.
chất liệu inox là mà ở đây mình có đóng là 316 cho anh em nè. Đó. Inox thì inox đục cho anh em ha, inox 316. Khá nặng anh em. Rồi kế tiếp cũng là dòng chân vịt ba cánh Thái. Đó. Đó. Thì cho anh em đi được Kuta 478. Ở đây cũng vậy luôn anh em. Kuta 478 ha. 478, 472, 475, 476 là xài được. Còn dòng này là hai cánh, xin lỗi anh em, ba cánh Thái cho máy 6 rưỡi ha, 6 ngựa hoặc là 5 ngựa rưỡi. Dòng này thì cho 3T 63 ha, 63, 66, 67. Ở này thì nãy mình có giới thiệu cho anh em hết mẫu rồi ha, có đóng 79 nè, hai cánh Thái hàng DB cho 7 người gửi chứ 7 ngựa, 6 gửi. Đây thì mẫu 5 người gửi, 6 ngựa. Rồi thì đại khái hôm nay mình chốt cho anh em một số nhân vật đi thẳng trực tiếp. Và mình cũng quay bên một số mặt hàng chân vịt nhông trái anh em. Thiên đi tốc độ tải nổi. Rồi thì ở đây thì khoảng mười mấy cái anh em, thì mình có chốt cho anh em được bữa nay được hai cái 42. Đây. Mình cầm quay sơ lược cho anh em một cái là con 25. Cho anh em đi làm biển ha, đi xài cho vùng biển, vùng sông nước, anh em đi tải nhông trái thì anh em cứ báo thức tắc cho mình, bên mình làm. Này là 4 cấp 2 nè anh em. Đó. Này là 34. Con 22. Này nóc là toàn bộ 316 hết cho anh em ha. Này thì 3 tấc 6. Mình có ghi rõ cho anh em ha. Này 4 tấc 2. Con 25, đa số là anh em xài con 25, 22 nhiều. Này thì 36 con 25. Này 42 luôn anh em. Này cũng 42 luôn, đây bên mình có đóng nè. Này thì 34. Này thì 5 tắc 4 anh em. 5 tắc 4 con 30 để anh em dặn ha. Nay mình đóng thêm con này nữa cho anh em là ba con trái, còn lại toàn bộ là từ 34, 36, 38, 42, 40. Tất cả tới năm mấy, sáu mấy, bảy mấy bên mình đều có cung cấp cho anh em đầy đủ ha. Nếu anh em nào có nhu cầu xài thì cứ alo cho mình. Rồi, cái video toàn quay thì đến đây kết thúc ha. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho toàn một like anh em, và nhớ nhấn vào đăng ký kênh ha. Thì mình sẽ không quên cập nhật những cái video kế tiếp cho anh em xem và ủng hộ cho mình. Rồi, video toàn đến đây kết thúc. Thân chào tất cả anh em ha.